Một vlogger 19 tuổi nổi tiếng với các video ăn uống theo kiểu mukbang đã qua đời đột ngột khiến fan hâm mộ không khỏi bàng hoàng. Theo trang 163 đưa tin, ngày 22 tháng 1 vừa qua, vlogger nổi tiếng người Trung Tôn Nghệ Hiên đã qua đời vì xuất huyết não ở tuổi 19. Tôn Nghệ Hiên là một nhân vật nổi tiếng trên mạng xã hội Kuai Aisou với gần 500.000 người theo dõi. Tôn Nghệ Hiên thành danh nhờ loạt video ăn uống theo kiểu mukbang với lượng thức ăn khổng lồ. Ngoài ra, các fan hâm mộ còn bị thu hút bởi cách nói chuyện hài hước, hoạt bát của anh chàng. Fan hâm mộ của vlogger phát hiện tin buồn khi tài khoản của anh đột ngột ngừng cập nhật trong khi trước đó hàng ngày đều có video mới. Đồng thời, bạn bè và các vlogger đồng nghiệp thân thiết của Nghệ Hiên cũng đăng bài chia buồn và tưởng nhớ trên mạng xã hội. Theo truyền thông, cái chết của Nghệ Hiên một phần không nhỏ đến từ thói quen ăn uống quá thiếu khoa học hàng ngày. Vì công việc, anh thường xuyên ăn thức ăn dầu mỡ, lượng calo cao và ăn với số lượng rất lớn trong mỗi bữa để quay video hoặc livestream. Trong những video cuối cùng trước khi qua đời, trên mặt vlogger thể hiện rõ sự mệt mỏi, tình trạng sức khỏe kém, mukbang, những video ăn uống giờ đây đã quá quen thuộc trên các nền tảng chia sẻ video. Để tạo ra các video thu hút người xem, vlogger phải ăn uống phản khoa học và đánh đổi lại bằng sức khỏe. Tôn Nghệ Hiên không phải trường hợp đầu tiên đáng tiếc qua đời vì mặt trái của xu hướng này. Hồi tháng 6 năm 2020, một vlogger họ Vương 30 tuổi cũng ở Trung Quốc đã tử vong sau 7 ngày nhập viện vì xuất huyết não, huyết áp cao và lipid máu quá cao, những vấn đề do ăn uống thiếu khoa học lâu ngày gây nên. Ngày 23 tháng 6, một người đàn ông ở Thẩm Dương, Trung Quốc, theo đuổi nghề mukbang đã phải nhập viện ngay khi đang làm việc. Khi vừa chuẩn bị ăn một đĩa thức ăn khổng lồ gồm nhiều món như thịt lợn om, gà nướng, ngỗng quay, người đàn ông họ Vương bỗng có triệu chứng chóng mặt, tê khắp cơ thể rồi nhanh chóng rơi vào trạng thái bất tỉnh. Sau một tuần điều trị, người đàn ông này không qua khỏi. Theo bác sĩ, nguyên nhân cái chết đột ngột là xuất huyết não, huyết áp và lipid máu quá cao. Đây là hậu quả của việc tiêu thụ số lượng đồ ăn quá lớn trong thời gian dài khiến cơ thể suy nhược, nhiều vấn đề sức khỏe nghiêm trọng phát sinh. Theo lời người vợ, người đàn ông xấu số đến với nghề mukbang từ hồi đầu năm sau khi công việc kinh doanh sa sút. Để thu hút sự chú ý, người này tăng dần lượng thức ăn và trung bình 2 ngày lại phát sóng một lần. Mặc dù công việc mới đem đến cho cả gia đình thu nhập dư giả hơn, song đổi lại, người đàn ông tăng cân không phanh từ 100kg lên 140kg. Khái niệm mukbang từ lâu đã không còn xa lạ trong giới trẻ. Vì mức độ yêu thích lớn, nhiều người coi đây là công việc nghiêm túc và cần câu cơm quan trọng bởi mukbang hoàn toàn có thể đem lại số tiền thu nhập đáng mơ ước. Song mọi việc cũng không đơn giản ở mức chỉ ngồi một chỗ và ăn, đằng sau những khay thức ăn hấp dẫn, đầy ủ món ngon là những mối lo bệnh tật đáng nguy. Nhà tâm lý học tiêu dùng Mi Chai cho biết lúc đầu ý tưởng mukbang nghe có vẻ điên rồ nhưng việc xem mọi người ăn uống vô tội vạ thoải mái hơn nhiều so với việc chính bạn ăn uống thả phanh. Tuy nhiên, khi tiêu thụ một lượng thức ăn khổng lồ một cách thường xuyên, không ít những người làm mukbang đối mặt với các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Hồi cuối tháng 5, một thánh ăn nổi tiếng ở Trung Quốc có biệt danh là Tiểu Nam dạ dày khủng thông báo giải nghệ sau thời gian ăn uống quá nhiều. Tiểu Nam từng gây chú ý trên mạng xã hội nước này nhờ các clip quay lại cảnh ăn hết 10 bát tiết vịt cỡ lớn hay 200 con sò điệp một lúc, dù bản thân cô gái có vóc dáng nhỏ bé. Sau khi dạ dày phải tiêu thụ một lượng thức ăn liên tục khác nhau, từ đồ nóng đến đồ lạnh, đồ cay, cơ thể của cô bắt đầu biểu tình. Mặt khác, để đáp ứng yêu cầu của công ty, Tiểu Nam cũng phải ép mình ăn số lượng món ngoài mong muốn, khiến cô gái dần già chán ghét việc ăn uống, coi đây là một gánh nặng. Nicolas Perry từng là một nghệ sĩ violon được đào tạo bài bản trước khi giã từ sự nghiệp nghệ thuật để theo đuổi nghề mukbang vào năm 2016. Ban đầu, khác với các mukbang còn lại, Nicolas tập trung vào lối sống, ăn uống thuần chay. Cuối cùng, để thu hút khán giả, anh đã từ bỏ thói quen ăn chay hơn 5 năm của mình để quay các video ăn uống hàng tá đồ ăn nhanh, đồ dầu mỡ. Sau khi tăng cân nhanh chóng, giờ đây Nicolas phải cố gắng chống lại các tác hại của đồ ăn nhanh bằng cách tập thể dục và uống một lượng lớn vitamin mỗi ngày. Tôi chỉ muốn làm công việc này thêm một vài năm nữa. Lối ăn uống này thực sự không lành mạnh chút nào, Nicolas than thở. Ngoài vấn đề tăng cân, những người ăn nhiều cũng có nguy cơ mắc chứng rối loạn tiêu hóa, gặp vấn đề về đường ruột. Trong trường hợp nặng hơn, họ có thể mắc triệu chứng sợ thức ăn, không thể ăn dù bụng đói.